quá phê đấy. Vậy tới khoa cái đám này. Ban đấy. Chị
đứa nhỏ bữa nay thứ bảy nó nghỉ chứ, đi rủ nhau đi kiếm bắt cua. Mấy gái đó nó cầm cây còn móc móc cua. Cái bẫy chứ mà có mùa này nó đi ngang mấy cái vùng này thỉnh thoảng thấy tụi mấy cái nhỏ nó đi ngang móc cua nè, móc cua trên đồng này. Tới mùa này cái cua này nó xuống nó đậu trâu mà trong đó mà cua mùa này mà cua nhóc này cũng tới phố cũng nên để bắt cùng nó cái trên đời nay dòng bịch cua cho nó cần rồi. Cái đám thùng quá này rồi đi thùng quá. Hấp đi. Có lẩu mà không có cua. Ba về đấy. Oh my.
Để cái đoạn nào ồ thương mong mong bạn các bạn mới 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 giờ một buổi sáng trên các bạn tiếp à. Nhấp. 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 Nhấp.